nay là nhiêu ta? Hôm nay là tính ra được 4 tháng. 4 tháng là 100, 3 là 4 là 120 ngày. 120 ngày mà mình đi từ Bangkok mà về tới Việt Nam, rồi ở trong cái hải quan tới giờ mới ra. Quá trời quá đất. Thôi, giờ mời anh em xem coi ở trong này có cái gì ha. À, thấy chưa? Ok chưa? Bây giờ mới về tới nơi, làm một cái live stream gửi cho anh em mở chương trình bốc thăm ta lã binh. Bây giờ mới có hàng về đây. Và bây giờ những bạn nào mà hôm bữa có tham gia đăng ký á, thì sẽ được ưu tiên thôi, khỏi bốc thăm. Tha hồ mà chọn giá thì bèo thôi. Rồi đây, áo này là của một cái bạn đặt order mình cái đội không keo á, phải đặt riêng của câu lạc bộ, sản xuất riêng luôn. Và cái size á quá đặc biệt, size này là size 2XL, bên hãng người ta không có giống như là sản xuất ra bán cho các cổ động viên nên phải đặt riêng. Thì từ cái lúc đặt tới giờ tính ra cũng phải gần 5 tháng rồi, mà tới về tới đây cũng là quá trời quá đất khó khăn luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng cầm trên tay cũng vui quá. Đây, chúng ta chuẩn bị đến Thái Lít 1. Cái áo này, cái mẫu này là lúc mà Con Reo á, thì họ lên Thái Lít 1 là làm cái áo đặc biệt này luôn. Phiên bản giống như là chào mừng là được tới cái giải đấu cao nhất của Thái Lít. À, chắc là sẽ review cho anh em xem nhanh cái áo này. Đây là cái không biết cái gì luôn, mở thử luôn. Rồi cũng quá trời quá đất. Cái áo này là của hãng Miu Sport. Đây là cái áo mà Indonesia mà hiện tại đội tuyển họ đang mặc, cũng rất là khó khăn, phải di chuyển qua đến 2-3 chặng đường á, là phải đi từ Indo về Thái, xong rồi từ Thái mới về Việt Nam, nó cũng cực lắm mấy bạn. Nhưng mà ở đây mình thấy không, cực thì mới có sản phẩm độc, mà độc là phải review cho anh em xem. Mời anh em đón xem cái clip review cái áo này sắp sớm thôi. Đây là cái thùng tiếp theo. Anh em nào cần thì cứ inbox cho bên cửa hàng đi. Thì nhanh tay còn, mà chậm tay thì cũng còn ha. Đây là ai có thêm được một cái áo khoác của đội tuyển Việt Nam nè, được hai cái. Với lại cái này đặt cho em bé nhà mình mặc. Áo này là áo của tuyển Thái Lan năm 2016, cái năm mà họ tham gia đưa cái vòng loại mà World Cup á. Thì 2016 không phải là World Cup, mà 2016 là vô địch, lúc đó là vô địch cái giải AFF. Sau đó thì họ mới mặc cái áo của Paris màu đen mà tham gia cái vòng loại World Cup, thì lúc đó bị loại. Thì cái mẫu này là phải nói đánh giá là đỉnh cao của Rain Sport dành riêng cho điện Thái. Thì cái màu xanh cũng đẹp, màu đen là màu này là màu đỏ mận, màu giống như màu hồng á. Sẽ review cho anh em xem tiếp ha. Giá cũng không có hề rẻ đâu, mắc đó, nhưng mà mua cho bé nhà mình nó mặc thôi. Sẽ review cho anh em. Hết rồi, cảm ơn anh em.